Hi, xin chào tất cả mọi người. Phước Sửu đang có mặt tại giảng Lotte Nhân Đức Nhà Bè. Và hôm nay Phước Sửu sẽ review Valleycam và đánh giá cho mọi người xem dự án này có nên là đầu tư thời điểm này hay không nhé. Và mọi người đang nhìn thấy thì tiến độ thi công của dự án khá rầm rộ, và hiện chỉ có một vài thông tin ít ỏi về dự án, đồng thời là chi tiết cho mọi người cái cung đường di chuyển từ tất cả những cái quận sang dự án Lotte này nhé. Rồi, Phước Sửu cùng mọi người khám phá dự án này nha. Từ khi cầu Long Kiển hình thành thì rất là nhiều xe cộ đi qua lối đường Lê Văn Lương, và đường Lê Văn Lương như mọi người nhìn thấy thì được mở rộng khá nhiều làn đường, xe cộ đi lại cực kỳ thông thoáng, hạn chế kẹt xe. Và từ vị trí cầu Long Kiển mình đến ngã tư Nguyễn Bình và đường Lê Văn Lương, từ vị trí ngã tư này mình di chuyển vào khoảng 200m là đến cổng của dự án An Hưng, do chủ đầu tư Lotte và Vạn Phát Hưng đồng hành cùng phát triển. Dự án Nhân Đức Vạn Phát Hưng có quy mô lên đến là 32 hectare và được triển khai thành hai giai đoạn với nhiều hạng mục phân khúc cao cấp như là biệt thự, nhà phố, shop house. Trong đó giai đoạn 1 có quy mô 92 hectare do An Hưng làm chủ đầu tư, giai đoạn 2 có quy mô khoảng 22,8 hectare hiện đang được Vạn Phát Hưng và Lotte và các đơn vị thành viên hoàn thành thủ tục pháp lý. Khu dân cư này được giới thiệu chuyên môn đánh giá cao về tổng quan về thiết kế. Dự án là sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc hiện đại và lối quy hoạch sáng tạo. Mỗi căn biệt thự, shop house hoặc nhà phố tại đây có diện tích rơi vào khoảng 126 đến 240 mét vuông, được thiết kế ban công nhìn thẳng ra công viên, bờ sông, giúp tạo nên một không gian sống thoáng đãng, hài hòa với thiên nhiên. Bên cạnh những tiện ích nội khu đa dạng được xây dựng trong khuôn viên dự án, còn tọa lạc hai trường đại học lớn nha quý anh chị. Thì tí xíu nữa là Phước Sửu sẽ chi tiết cho hai trường đại học để quý anh chị nắm rõ. Hội tụ hàng loạt ưu điểm, khu dân cư Lotte Nhân Đức Vạn Phát Hưng tại Nhà Bè hiện đang nổi lên như một dự án có sức hút với các nhà đầu tư. Dự báo trong thời gian tới, khu dân cư này sẽ trở thành một trong những điểm sáng mới trên thị trường bất động sản, nhất là khu Nam Sài Gòn. Các mẫu nhà tại khu Lotte Nhân Đức Vạn Phát Hưng với 127 căn nhà phố, diện tích là ngang 7, dài 18, diện tích xây dựng là 310 đến 370 mét vuông, được xây dựng gồm 1 trệt 3 lầu, bàn giao hoàn thiện bên ngoài, bên trong thô. 62 căn shop house với diện tích khoảng 8 nhân cho 18, 820, diện tích xây dựng là 500 đến 700 mét vuông, được thiết kế một lẫn 4 lầu, bàn giao hoàn thiện bên ngoài, bên trong thô. Và những căn biệt thự song lập 10 x 20, diện tích 320 đến 4, những căn đơn lập hơn 400 mét vuông, được thiết kế 1 trệt 2 lầu và bên ngoài hoàn thiện bên trong thôn. Như Phước Sửu đang bay live cam thì tại đây có hai trường đại học lớn. Phía trước mặt của Phước Sửu đó là trường Đại học Thể dục Thể thao, và gần đây thì có thêm trường đại học mở, đã có thêm một cái cơ sở và sinh viên đang theo học tại nơi đây. Và xa hơn nữa thì như mọi người nhìn thấy thì phía sau trong cùng là hai trường đại học lớn, và phía bên ngoài là dự án Lotte Vạn Phát Hưng. Thì chủ đầu tư thương mại dịch vụ An Hưng vừa qua đã báo cáo lên liên quan đến khu dân cư An Hưng tại xã Nhân Đức, huyện Nhà Bè. Dự án được chấp thuận chủ trương và đồng thời sắp tới sẽ được phê duyệt chi tiết 1/500. Hiện thì chủ đầu tư đang triển khai san lấp mặt bằng, dự kiến sẽ khởi công vào quý 4/2023, và dự án Vạn Phát Hưng tại Nhân Đức Nhà Bè này. Rất là nhiều thông tin về cơ sở hạ tầng và những chính sách cực kỳ hấp dẫn do chủ đầu tư Vạn Phát Hưng và Lotte sẽ tung ra trong thời gian tới, sẽ giúp cho anh chị nắm bắt được đây là một cơ hội cực kỳ hấp dẫn có thể đầu tư vào dự án An Hưng do chủ đầu tư Lotte và Vạn Phát Hưng cùng phát triển. Quý anh chị cần nhiều thông tin hơn nữa về dự án này, hãy inbox ngay cho Phước Sửu theo số hotline bên dưới để Phước Sửu cập nhật thông tin đầy đủ cho quý anh chị chọn lựa nơi đây là một nơi đầu tư an cư lạc nghiệp. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.